Bây giờ Duy và em Nan đang ký tên để chuẩn bị thành vợ thành chồng hợp pháp nha các bạn. Em Nan đang ký, Duy ký xong rồi. Hôm nay có mẹ đi cùng nha các bạn. Em chép nữa. Em chép đi theo làm nhân chứng. Ok. Mẹ ký nữa, mẹ làm nhân chứng. Mẹ đăng ký. Em chép ký. Bây giờ đến lượt em chép ký nhá mọi người. Em chép sẽ là nhân chứng. Là nhân chứng để chứng nhận là hôm nay em Nen và bạn Duy kết hôn. Bắt đầu đeo Cái công. đeo còng rồi. Xin chào mọi người. Em chắp tay hôm nay em và anh Châu đi từ quê nhá mọi người, đi đón em Nen là bạn Vi với mẹ em Nen đi Bangkok nhá mọi người, làm chapter này nọ kia, đám cưới nhá mọi người. Rồi ghế chưa? Cái kết hôn là em và anh Châu đi đón anh nọ kia. Cho anh Châu nói Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi đón một người bạn. Người bạn của mình tên là Duy nha các bạn. Thì bạn ấy từ 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 quê lên nha các bạn. Thì hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đưa hai bạn ấy đi làm giấy tờ đăng ký kết hôn nha các bạn. Đầu tiên rất là vui. Thì bây giờ mình đang ở quê thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên Bangkok và lên đến nơi thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha các bạn. Ok, ta đi theo em chép. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã đón được bạn mình là Duy rồi nha các bạn. Chào cả nhà. Ok, đây là vợ và mẹ vợ của bạn Duy nha các bạn. Ngồi xe. Bây giờ mấy anh em mình đang check in để lấy khách sạn nha các bạn. Xong rồi sẽ bắt đầu đi ăn uống và sẽ đưa Duy đi làm công việc. Đi ký giấy tờ, Đi đi ký ghi. giấy kết hôn. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đang ngồi nghỉ ở khách sạn nha các bạn để chuẩn bị đi đưa vợ chồng bạn Duy đi ký giấy kết hôn. Thì thấy Bangkok thế nào à Duy ơi? Bangkok. Bangkok có vui không? Bangkok thì cảm thấy nó tấp nập xô bồ giống như Sài Gòn mình đó cả nhà. Ê, ở quê mình thì hơi yên ắng nhỉ. Mà không khí nó không được trong lành. Đúng rồi, Không khí nó không được trong lành giống như ở xứ Anthony. trên Bangkok này nhiều xe cộ lắm nên là nó hơi không khí nó không được trong lành như ở quê. Để một xíu nữa thì Joe sẽ đưa gia đình Duy đi ký giấy đăng ký kết hôn. Thì cũng nhờ có bạn, nói chung là có bạn ở Bangkok cho nên là mọi cái đi việc đi đứng thì nó dễ dàng hơn. Cảm ơn chú. Ok ông bạn. Các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đã đến chỗ để ký giấy kết hôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong để chuẩn bị nha các bạn. Châu là con trai và bốn chị con gái đi cùng nhé. Quỷ sứ Hà nâng sao sao quỷ sứ Hà nâng sao không sao quỷ sứ Hà Các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đang bắt đầu đi lên trên xã để đi ghi giấy nha các bạn. Bangkok hôm nay buổi sáng trời mưa nhưng mà bây giờ đã hết mưa rồi nha các bạn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu đi thôi. Các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đã đến chỗ để ký giấy kết hôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong để chuẩn bị nha các bạn. Mọi người ơi, cái này là đang chờ bạn của em ký kết hôn nhé mọi người.
Thử trong đây nhá. Này, đang nói xẹt đó mọi người. Đang làm chép từ đó mọi người. Em chép đi theo làm nhân chứng. Ok. Mẹ ký nữa, mẹ làm nhân chứng. Mẹ đăng ký. Em chép ký. Bây giờ đến lượt em chép ký nha mọi người. Em chép sẽ là nhân chứng. Là nhân chứng để chứng nhận là hôm nay em Nen và bạn Duy kết hôn. Bắt đầu đeo đeo còng rồi. Lấy vợ rồi. Thành người lớn rồi đấy. Lớn rồi, hết trẻ trong rồi. Duy trưởng thành rồi. Xong rồi các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ Duy bạn mình đã đăng ký kết hôn xong rồi nha các bạn. Đấy. Bây giờ đang đây các bạn. Đây là giấy tờ kết hôn xong rồi. Mẹ vợ đang tặng cho vợ chồng Duy đôi nhẫn. Ok, em chép đang làm cameraman. Các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đã làm giấy tờ xong rồi, bây giờ sẽ về nha các bạn. 4 tiếng đồng hồ cả nhà. Ngồi 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng ta về thôi. Hello, chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Bây giờ đang là 1 giờ đêm các bạn ạ. Bây giờ Jincho đây, Jincho đang ở American. Đang mùa đông ở nhà lạnh. Mình đang bật cái điều hòa 28 độ, sao lạnh quá không biết. Ok các bạn, thì mấy mẹ con mình đang mới đi nhậu, đi ăn uống về các bạn. Nhưng mà vẫn không biết là sao đâu đi. Vẫn không đủ các bạn ạ. Vì lâu ngày mẹ con mới gặp nhau á. Nên là đây các bạn nhìn cái đống lon rồi biết này. Đây là anh em mình đang còn kiềm chế nha các bạn. Bao nhiêu lon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 luôn. Đây các bạn, 12 lon các bạn ạ. Bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì. Nhưng mà tình hình là bây giờ ông nào ông nấy đều có vợ nhớ các bạn ạ. Có vợ rồi. Chúng mình có vợ rồi. Giờ này mà không về ngủ là tình hình là anh em phải ngủ ngoài ghế các bạn ạ. Giờ này mà không về ngủ là ngày mai là đầu đổi ốc giả. Lột da đầu. Ok các bạn, thì hôm nay mấy mẹ con mình đã đi làm giấy tờ rồi, đi lo công chuyện xong rồi. Rồi bây giờ về đang mấy mẹ con đang nghỉ ngơi nhưng mà mẹ về trước rồi. Giờ có hai anh em ngồi lai rai 12 lon. Lai rai tâm sự các bạn. Lai rai 12 lon tâm sự. Thì clip của mình hôm nay đưa bạn Duy với lại vợ chồng bạn Duy, em Nan với lại mẹ đi đăng ký kết hôn xong rồi nha các bạn. Cảm ơn các nhà đã theo dõi video của Châu và Chép. Thì cũng cảm ơn các nhà đã theo dõi Duy và Nan đăng ký kết hôn. Cảm ơn các nhà rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt các nhà. Bye. Chúc các nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye. Bye bye.